Đó, chụp không? Đó. Bu cho nó. Chụp cho nó con. Đó, đó. Cái gì nữa vậy ông hai? Gì vậy? Cái gì vậy? Bắt lên nào Hoàng ơi, cầm đầu đó, cầm đầu đó. Con này cũng bự rồi con. Bự á. Cái gì nữa, hổ chuối nữa hả? Hổ chuối kìa, hổ chuối. Ê, chết. Ôi, ỉa luôn kìa, ỉa quá trời kìa. Kìa. Mày. Mày vô. Nè, nè, nhìn tôi bắt đầu luôn nào. Tao khiều khiều cái đầu nó không? Lấy cái tay đè cái đầu nó xuống á. Lấy cái tay đè cái đầu nó xuống. Kìa, luôn. Rồi cắn rồi kìa, cắn vô chân. Đẩy em vô chân. Rồi chụp đầu bỏ vô hổ chuối. Ừ, trời ơi trời, hổ chuối hụt nữa. Cái cho cắn nữa. Đè cỏ nè Hùng, đè cỏ nó cắn dưng mà vậy. Đè vô cỏ nè. Vô cỏ nè. Cái gì ông ơi? Vô cỏ nè. Vô kè cỏ nè. Ê. Ê. Chụp đầu, chụp đầu. Ừ, dính đầu chưa? Dạ. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Dạ, bảy cái chị. Màu. Rồi, ủa con này vàng dữ ta. Ừ. Né né cho xe chị qua kìa. Con này cũng đực nè. Đây là hổ ngựa các bạn. Hổ ngựa. Mỏ vỏ. Bữa mình bắt thánh con nữa nha. Cắn rồng. Rồi, cắn vô chân nó giờ. Dạ. Ra máu rồi kìa. Không sao. Anh đem về liền không? Anh đem về liền không? Không ai rút xương nữa không? Không ai rút xương nữa không? Không, thẳng anh đem về liền không? Chị. Đem về liền làm thịt đi để hồi nó nhiễm độc á. Ủa chết, chết luôn rồi kìa, buông coi. Mập heo, giả chết rồi, giả chết. Buông kìa. Chết luôn rồi. Giả chết rồi kìa. Chết luôn rồi. Giả chết rồi, lấy ra luôn nè. Trời ơi, cái gì giả chết không? Nó giả chết rồi đó. Giả chết rồi đó. Nè, giả chết rồi nè. Ừ.